Rồi vừa rồi thì chúng ta có một cái trào lưu liên quan đến ăn cái hoa cúc vạn thọ trong cái gói mì hoặc là chúng ta ăn cơm. Thì đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là nhiều người quan tâm. Tuy nhiên chúng ta lưu ý thế này, chúng ta cần có sự cân bằng giữa dinh dưỡng và ẩm thực. Thì đối với trường hợp này thì tôi thấy về mặt dinh dưỡng thì hoa vạn thọ nó vẫn có được những cái chất có hoạt tính riêng của nó vẫn là một chất kháng khuẩn, thậm chí là trong y học cổ truyền có khả năng là cải thiện được những cái vấn đề về tiêu hóa. Còn về mặt ẩm thực thì nếu như các anh chị cảm thấy đây là một cái loại hoa mà thú vị, các anh chị muốn trải nghiệm thì các anh chị cũng có thể trải nghiệm. Tuy nhiên chúng ta lưu ý đây cũng không phải là một cái món ăn mà chúng ta nên ăn thường xuyên, bởi vì hiện nay cũng chưa có nhiều nghiên cứu nói về cái thực phẩm là hoa vạn thọ, mà đa phần các quốc gia dùng nó là để trang trí. Nhưng mà về y học cổ truyền thì đã có sử dụng để làm thuốc và một số cái phương án điều trị rồi, cho nên ăn thì chúng ta có thể ăn được, nhưng mà tránh trở thành những cái trend, bởi vì chúng ta vẫn chưa kiểm soát được đây có phải là món ăn thực sự cần thiết cho cơ thể hay không. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức dinh dưỡng hữu ích nhé.